Cảm ơn Phật lực gia bì, ngồi hoa sen trắng, xuất phát. A Di Đà Phật. An Ngọc, hợp trưởng hướng Phan Hoàng. Phan Hoàng, hôm nay xin ngài hãy dẫn con đến thăm Đông Nhạc Đại Đế trong truyền thuyết. Phan Hoàng nói: Đông Nhạc Đại Đế trong hiện tại là một vị Diêm Vương, dưới sự thống lĩnh của Minh Quân Diêm Vương. Vào đời Tống lúc trước, Đông Nhạc Đại Đế hay còn gọi là Phong Đô Đại Đế là người thống trị tối cao của Minh Phủ, tương ứng với chức vị Minh Quân Diêm Vương trong hiện tại. Nhưng hiện tại Đông Nhạc Đại Đế lại là một trong 12 vị Diêm Vương dưới quyền Minh Quân Diêm Vương. Chức vị đã bị điều động vì địa ngục không ngừng xây thêm. Sau đời Tống, tốc độ xây thêm gia tăng đột phá hơn trước. Cho đến năm 1995, tại Dương Giang bắt đầu, địa ngục lại càng tăng tốc xây thêm. Cho đến hiện tại, địa ngục đã rơi vào trạng thái bão hòa. Tại vì những kẻ phạm tội tại Dương Giang thật là quá nhiều, bọn hoàng biết có một số tín chúng đọc qua sách Âm Luật Vô Tình, cảm thấy sao Minh Phủ lại có việc xây thêm địa ngục, cùng thay đổi chức vị. Thử nghĩ tại Dương Gian, các cơ quan công chức cũng luôn tăng giảm nhân viên, âm dương hai giới. Thật ra, đạo lý cũng giống nhau thôi, cõi trời cũng không khác được. An Ngọc, con đi theo ta. Bao nhiêu án hoàng lớn nhỏ không có kết, bắt đầu không ngừng gia tăng. Loại oan hồn này sau khi xuống địa phủ, toàn bộ đều muốn thượng cáo đến chỗ Đông Nhạc Đại Đế. Đại điện phán xét của Đông Nhạc Đại Đế biến thành nơi tụ tập của rất nhiều oan hồn. Đại Đế cũng rất mực bận rộn. Sau đó địa phủ xây thêm phủ Minh Quân Diêm Vương, mô hình lớn hơn. Từ đó Phong Đô Đại Đế cũng đổi tên thành Minh Quân Diêm Vương. Phủ Minh Quân Diêm Vương mới xây là phủ đệ hợp nhất, lại vừa là chỗ ở, vừa là nơi làm việc của Minh Quân Diêm Vương. Như vậy sẽ càng thuận tiện hơn, dễ dàng quản lý địa phủ. Lần trước An Ngọc có tham quan qua đại điện xét xử của Minh Phủ tối cao. Đó là lúc mới xây Phong Đô Đại Đế cũng đã chuyển đến phủ Minh Quân Diêm Vương để làm việc rồi. Đông Nhạc Đại Đế trong hiện tại là do Tần Quán Vương của Đệ Nhất Điện đảm nhiệm. Tần Quán Vương của Đệ Nhất Điện là một vị chánh nghĩa nhân quân tại Dương Giang. Sau khi thọ chung, được ủy nhiệm làm Diêm Vương Đệ Nhất Điện. Nội dung công việc của Đông Nhạc Đại Đế cũng không khác gì so với Minh Quân Diêm Vương. Chỉ có điều là một số quỷ hồn sau khi vào địa ngục nhất định phải tố cáo đến vị Diêm Vương tối cao. Loại hồn này trên căn bản đa số đều được an bày đến đại điện của phủ đệ Minh Quân Diêm Vương, do chính Minh Quân Diêm Vương tự mình xét xử. Thật ra đây là thói quen của người tại Dương Gian. Tất cả người đến Minh Phủ, mỗi một vị Diêm Vương trong Minh Phủ đều công chính nghiêm minh xét xử. Tất cả Diêm Vương đều làm theo âm luật phép tắc, dựa theo nhân quả mà xử lý các vụ án. Tuyệt đối không thể nào thiên vị cho thân quyến bạn bè. Mọi người đều xem tội hồn phạm tội gì mà phán vào địa ngục nào, có oan tình nào thì phát loại lệnh bài đòi mạng đó. Đi qua cái cầu hình tròn này, tòa quan phủ phía sau chính là phủ của Đông Nhạc Đại Đế rồi. Phủ quan viên thật đông người, trên cầu có đầy dạ xoa đi lại tuần hành.
Chúng tôi đi bộ trong địa ngục thật ra rất mau vậy. Không giống nhân gian, có lúc Phan Hoàng đi nhanh, tôi cũng phải già tóc lên. Chúng tôi dùng tâm lực để đi mà chân không dính đất. Địa ngục đúng là lớn quá. Lúc trước con đường này chưa từng đi qua, nhưng tôi cũng không muốn nhớ đường tại địa ngục. Chúc nguyện chúng sanh địa ngục sớm ngày nghe hiểu chánh pháp để mà tu hành, sớm ngày toàn bộ siêu thoát cái khổ địa ngục. Hiện tại đã nhìn thấy phủ Đông Nhạc Đại Đế rồi. Trước cửa có dạ xoa đứng ngay ngắn trước hai cánh cửa lớn màu đỏ, lại có hai quỷ sai khác mỉm cười nghìn tiếp Phán Hoàng. Rồi sau đó đến đại điện xét xử, xem có vẻ Phán Hoàng rất quen thuộc với chúng dạ xoa ở đây. Ở đây cảm giác cổ đại hơn, nhà kiểu xưa, cửa sắt lớn màu đỏ, đồ dùng trong nhà và trang trí đều là cổ sắt cổ hương. Hai bên tường phía dưới còn có binh khí thời xưa. Đối diện cửa chính có tấm biển ghi bốn chữ Đông Nhạc Đại Đế. Có vị Diêm Vương ngồi đó, hình như là Đông Nhạc Đại Đế. Đông Nhạc Đại Đế thân mặc trang phục Diêm Vương, sắc mặt màu nâu, đầu mang vương miện, đôi mắt phát ra ánh sáng màu đen. À, xem kỹ thì ra là một vị Diêm Vương có dung mạo cực kỳ nghiêm túc. Dân nữ Thượng Quan Ngọc Hoa khấu kiến Đông Nhạc Đại Đế. Đông Nhạc Đại Đế nói: Thượng Quan Ngọc Hoa miễn lễ. Hoan nghênh còn đến đây, còn có vấn đề gì thì cứ nói thẳng, đừng có sợ. Thưa vâng Đại Đế, dân nữ muốn xin hỏi Diêm Vương một vài vấn đề. Thứ nhất, dân nữ nghe nói địa ngục đã bảo hòa, nếu như người dương tiếp tục phạm tà dâm, địa ngục đã tràn ngập hết thì cũng không có địa ngục mới để có thể sắp xếp, cho dù đến lúc thọ chung cũng sẽ tạm thời miễn thọ hình phạt địa ngục. Đợi khi địa ngục có chỗ mới thọ hình phạt, hay phải phóng thích bớt chúng sinh trong địa ngục hiện tại để nhường chỗ cho tội hồn mới. Thứ hai, những người đã phạm nhiều tội tà dâm theo âm luật pháp tắc phải giảm phước giảm thọ. Có cách nào để chúng sinh phạm tội tà dâm khi thọ chung triệt để miễn thọ hình phạt tại địa ngục không? Thứ ba, có cách nào có thể triệt để tránh phạm tà dâm không? Đông Nhạc Đại Đế nói: Một luồng khí tà dâm to lớn của dương gian đã trực tiếp xông lên đại điện của thiên đế. Tà dâm đã nghiêm trọng chướng ngại sự quân bình chánh khí của đại tự nhiên. Nhân gian nếu tiếp tục mất đi sự quân bình chánh khí của đại tự nhiên sẽ làm phát sinh đủ loại thiên tai tự nhiên. Ví dụ như thời tiết không ổn định, trong sát na sẽ có đủ thứ biến hóa, lúc thì mưa, lúc thì nắng, nhiệt độ trong ngày có thể thay đổi rất nhanh. Trong một ngày có thể trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, sóng thần, thủy tai, hỏa tai, động đất, các loại bệnh truyền nhiễm lớn tại nhân gian đều là lời cảnh báo đó. A Ngọc, con thử nghĩ xem tại sao lại có bao nhiêu chuyện bi ai xảy ra tại địa cầu Nam Thiệm Bội Châu. Chắc chắn là có nguyên nhân cộng nghiệp do một số hành vi con người hậu thiên. Vì thế mà bổn tọa hy vọng rằng âm luật vô tình có thể mau chóng đánh thức lòng người mê muội tại dương gian, có được tác dụng cứu vãn lòng người, thay đổi phong khí xã hội, làm cho quảng đại chúng sinh an phận giữ mình, nghiêm trì ngũ luân đạo đức. Chuyện biến khí tà dâm đã đem lại cho nhân gian đủ loại tai nạn, cũng để cho địa ngục tràn ngập này được thư thả. Nhân gian trong thời gian ngắn khỏi phải liên tục phát sinh các tai nạn lớn. Nếu tình hình tà dâm tại dương gian tiếp tục tràn ngập, tiếp diễn như trước mắt, thì trong thời gian ngắn nữa thôi sẽ xảy ra tai nạn mô hình lớn, long trời lở đất mà tiếp nối đến.
tất cả những chúng sinh phạm tà dâm hoặc những tội khác sẽ không thoát khỏi được lưới trời vô lậu vô tình của âm luật. Tất cả đều sẽ bị lưới trời pháp tắc âm luật vô tình vô lậu dọn sạch trong tai nạn mô hình lớn, đọa lạc chịu vô lượng vô biên hình phạt địa ngục. Địa ngục minh phủ này tuy đã tràn đầy, địa phủ sẽ sắp xếp tìm nơi khác mà xây thêm địa ngục. Cho dù địa ngục này có hư hết, nếu chúng sanh trong địa ngục vẫn chưa hết nghiệp, chúng tôi sẽ chuyển những tội hồn này đến địa ngục phương khác để tiếp tục thọ phạt, cho đến lúc tất cả tội nghiệp của bọn họ triệt để tiêu trừ mới được rời khỏi. Chúng sinh trong địa ngục, nếu muốn rời khỏi địa ngục thì chỉ có hai nguyên nhân. Một là tội nghiệp địa ngục đã trả hết, sẽ tùy theo dư báo địa ngục đầu sanh thân phận tương ứng. Minh phủ cũng có pháp hội đường do Địa Tạng Bồ Tát từ bi khai thị. Nếu trong các đại địa ngục có tội hồn nào phát tâm chân thật sám hối, sẽ được dạ xòa dẫn đến nghe Bồ Tát Địa Tạng từ bi khai thị, từ đó nhờ Phật gia trì phát khởi thiện căn, được siêu thăng cõi lành. Đáng sợ nhất là những kẻ không bao giờ sám hối những lỗi lầm quá khứ, một mực chấp mê bất ngộ, đọa lạc chịu khổ, thậm chí còn không ngừng làm tăng trưởng tội nghiệp của mình. Một niệm thật lòng sám hối đủ để tiêu trừ vô lượng vô biên tội nghiệp. Pháp tắc của âm luật vô tình tuyệt đối không bao giờ trói buộc những hữu tình chúng sanh thật lòng chân tâm hối lỗi. Đa số những tội hồn từ địa ngục ra đều đầu sanh làm những con vật nhỏ bé, tư duy đơn giản trong xúc đạo. Cho dù đầu sanh nhân gian cũng làm người phúc báo thiển bạc, ngũ căn không đủ. Thứ hai là loại chúng sanh may mắn được đại lực siêu bạc của thần quyến dương gian, cũng có thể rời khỏi địa ngục. Nếu mong đợi đại lực siêu bạc của thần quyến dương gian thì hơi khó, vì phải nhờ nhân duyên tha lực siêu độ. Trong ghi lục của minh phủ có những trường hợp được thần quyến dương gian siêu bạc đến cõi lành, có người còn được siêu thăng lên cõi trời hay cực lạc tinh thổ nữa. Nhưng đây không phải là ngẫu nhiên đâu, mà đều do những tội hồn này trước khi đọa địa ngục trong kiếp xưa có tích lũy một số phước báo, chứ không phải đột nhiên được siêu độ. Tất có thiện nhân duyên trong đó dẫn đến. Vì thế mà tất cả chúng sanh nên thừa lúc ngũ quan đầy đủ, thân thể khỏe mạnh mà cố làm nhiều việc thiện, tuân thủ pháp luật, giữ gìn giới luật, tích lũy công đức, cố vì bản thân tích lũy phước báo. Tuyệt đối đừng dùng thân thể khỏe mạnh này làm các hành vi phạm giới đọa lạc địa ngục. Một khi đọa địa ngục sẽ chịu vô lượng vô biên đau khổ không có ngày ra. Những chúng sanh đã phạm tội tà dâm hoặc đã tạo ác nghiệp địa ngục có nhân thì có quả. Nếu như không muốn thọ quả báo này thì lúc quả báo chưa thành hình phải đoạn tuyệt tất cả trợ duyên tạo nên quả báo. Nếu muốn kiếp này hoàn toàn miễn trừ phạm tà dâm mà đọa địa ngục thì chỉ có một cách, đó là cần triệt để bỏ hết nhất thiết hành vi tà dâm. Đầu tiên là phải luôn nghiêm túc quản lý ý niệm của mình, không được buông lung để trong lòng khởi lên một chút ý niệm tà dâm nào. Một niệm cũng không được, cho dù có khởi lên ý niệm tà dâm vi tế cũng phải sám hối ngay, lập tức phát tâm triệt để sau này sẽ không khởi niệm tà dâm như vậy nữa. Đồng thời không ngừng chuyển lời khuyên người
không được tà dâm. Phát tâm như vậy rất là quan trọng. Những chúng sinh nào có duyên với quyển sách này, cần thật lòng phát tâm triệt để đoạn trừ tà dâm. Mà nhiều lần thất bại, có thể mỗi tháng mùng 1, 15, đối thiền phát nguyện. Từ đấy về sau, đời đời kiếp kiếp không phạm tà dâm. Cùng trợ in, hay chuyển trào sách thiện âm luật vô tình. Bình thường nghiêm khắc chấp hành đoạn tuyệt nhất thiết ngôn hạnh liên quan đến tà dâm. Chấp hành ăn chay, càng không ăn những thức ăn nâng cao dục vọng. Cũng như hành tỏi nấu chín sẽ gia tăng dục vọng. Những dược thảo có tính kích dục phải dùng càng ít càng tốt. Dục vọng của động vật thường cao hơn con người. Do đó, đừng ăn những thức ăn liên quan đến động vật. Ngoài việc làm loạn tánh, còn bị nợ mạng. Rượu cũng làm loạn tánh, không nên uống. Mắt và tai, đừng xem nghe những sản phẩm sắc tình, làm cho động tâm. Bình thường, cần tinh tấn tu trì Phật Pháp, cùng phát tâm hoằng dương hộ trì chánh Pháp, thật lòng sám hối những tội nghiệp tà dâm đã tạo, thật lòng phát khởi tâm triệt để buông bỏ hành vi tà dâm, rất là quan trọng vậy. Nếu như có thể làm được, tâm vong tội diệt, cả hai đều không, thì không cần phải lo ác nghiệp địa ngục. Niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có thể từ từ trừ bỏ hành vi tà dâm. Chỉ cần mỗi ngày thành tâm niệm thánh hiệu Bồ Tát, nhất định sẽ được cảm ứng Bồ Tát âm thầm từ bi gia trì, tiêu giảm tội nghiệp tà dâm, đọa lạc địa ngục. Nếu có chúng sanh sau khi phát nguyện nghiêm trì lời nguyện, sẽ miễn trừ ác nghiệp đọa lạc địa ngục khi thọ chung, tức sẽ đầu sanh cõi lành. Còn việc cụ thể tiêu giảm bao nhiêu hình phạt địa ngục, phải xem lực phát tâm sám hối của hữu tình chúng sanh mà định đoạt sau cùng. Thượng quan Ngọc Hòa, con còn có câu hỏi nào nữa không? Tạm thời con không có nữa. Rất cảm ơn sự trả lời của Đại Đế. Dân nữ đảnh lễ bái lui. A Ngọc đảnh lễ Đông Nhạc Đại Đế. Phán Hoàng ngồi hoa sen trắng về thôi.